Bên anh thì đấy đặc biệt là nó khác như cái làm của men. Men như này là anh biết là nó là có ở trạng thái là đến điểm danh rồi có giao chỉ tiêu hàng tháng cũng như ai của thì mới được ăn lương cứng. Mới bắt được ăn lương cứng. Ngày trước thì em có hỗ trợ lương cứng nhưng từ trưởng phòng lên có lương cứng, trưởng phòng ấy dẫn các vùng miền thì được lương cứng và có nhiều nhóm trưởng nhóm các thứ có nữa. Như bây giờ là nếu mà vào là phải tiền trưởng nhóm mà quản lý kinh doanh thường khoảng là nếu mà trưởng nhóm mà thì là khoảng ba người ba đại lý hoạt động. Còn nếu mà vào cái chỉ lý là quản lý tiền trưởng nhóm là US thì nó rơi vào chỉ có ví dụ một mình em một người đỡ học thôi là hai người và doanh số là khoảng tháng đầu là 30 triệu thôi. Cái tiền trưởng nhóm là bao nhiêu doanh số như tháng đầu thôi? 30 triệu. 30 triệu. À, 30 triệu và tuyển thêm một người cùng đi học luôn với em. Thì nếu bây giờ em quay lại từ đầu theo anh nghĩ để quan hệ thống thì lên vào vị trí đấy. Đấy. Lên dần dần. Hai người tầm này cũng ấy thì gọi tặng tham vào thêm xác định chưa chắc là phải là nghề tài chính của em thì em làm như thế nó hay hơn, nghĩa là nó vừa bán trực tiếp được nó vừa gọi là xây dựng dần dần.